Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên đêm ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường tăng mạnh tới gần 40 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức tăng là 2% ở phiên trước đó vì giá tiêu dùng Mỹ tăng cao trong tháng 10. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên sáng hôm nay được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin này là một số thông tin tại thị trường vàng thế giới. Ở thời điểm hiện tại, vào 8 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1849,67 đô la Mỹ. Hiện tại tăng 0,75 đô la Mỹ trên một ounce, tương ứng mức tăng là 0,04%. Phạm vi giao dịch trong ngày, mức thấp nhất là 1847,90 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1852,44 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng trong phiên này bị kiềm hãm bởi chỉ số đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Như mọi khi, giá vàng tăng thì chỉ số đồng đô la Mỹ sẽ giảm, tuy nhiên ở thời điểm này thì lại khác. Ở thời điểm này, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng 0,045 điểm, tương ứng mức tăng là 0,05%. Hiện tại đang giao dịch ở ngưỡng 94,912 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi vào một số thông tin của thị trường vàng trong nước, sau đây chúng ta cùng điểm qua một chút tại thị trường tiền điện tử Bitcoin. Ở thời điểm này, đồng Bitcoin đang quay đầu giảm nha quý vị và các bạn. Hiện tại thì giảm khoảng 0,46% và đang giao dịch ở ngưỡng 64.621,59 USD trên một Bitcoin. Tiếp đến là một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Như chúng tôi đã nói ở bản tin trước đó, trong phiên giao dịch mở cửa ngày hôm nay giá vàng trong nước sẽ tăng mạnh. Ở thời điểm này, giá vàng SJC tiếp tục tăng 250.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Cụ thể như sau, đầu tiên là SJC tại hai thành phố lớn. SJC Hà Nội mua vào 58.950.000, bán ra 59.670.000 trên một cây, tăng 250.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. SJC tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ mua vào là 58.950.000 đồng trên một cây, bán ra 59.650.000 đồng trên một cây, cùng tăng 250.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tổ chức lớn. Mi Hồng SJC chỉ mua vào là 59.050.000 đồng, bán ra 59.550.000, tăng 100.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và 250.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 58.800.000, bán ra 59.600.000, tăng 300.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Với Phú Quý SJC ở thời điểm này thì chưa có sự điều chỉnh. Hiện tại niêm yết ở mức 58.750.000 ở chiều mua vào và bán ra là 59.350.000. Tiếp đến là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. Nhẫn SJC 24K mua vào 52.100.000, bán ra 52.800.000 đồng trên một cây, cùng tăng 250.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Nhẫn Phú Quý 24K ở thời điểm này chưa có sự điều chỉnh. Hiện tại niêm yết ở mức 51.900.000 ở chiều mua vào và bán ra là 52.600.000. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào 51.500.000, bán ra 52.300.000, tăng 140.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và 240.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC 10K, 14K, 18K và 24K. Đầu tiên là SJC 10K Hồ Chí Minh mua vào 20.080.000, bán ra 22.086.000, cùng tăng 146.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. SJC 14K Hồ Chí Minh mua vào 28.810.000, bán ra 30.819.000, tăng 204.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. SJC loại 18K Hồ Chí Minh mua vào 37.604.000, bán ra 39.604.000, tăng 263.000 ở cả hai chiều giao dịch. Tiếp đến là nhẫn 24K loại 0,5 chỉ Hồ Chí Minh mua vào 52.200.000, bán ra 53.000.000, cùng tăng 350.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Loại nhẫn 24K 1 chỉ đến 5 chỉ Hồ Chí Minh mua vào 52.200.000, bán ra 52.900.000, tăng 350.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thì phần cuối cùng của bản tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bảng giá này chúng tôi sẽ để ở cuối bản tin. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây sẽ là một số phân tích của thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trong đêm qua đã tăng tới 2%, tương đương mức tăng là gần 40 đô la Mỹ trên một ounce, lên mức cao nhất 5 tháng vào cuối phiên giao dịch ngày thứ tư là ngày 10 tháng 11 vì giá tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh trong tháng trước, đó là lý do giá vàng tăng trong phiên này. Theo ông David Merger, giám đốc kinh doanh kim loại tại Hara Future cho biết, một lần nữa thị trường ghi nhận dữ liệu lạm phát tăng cao.
Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, vì vậy mà chúng tôi tin rằng lạm phát là môi trường tích cực, cơ bản để thúc đẩy sự phục hồi của thị trường vàng trong những tuần và tháng tới, theo ông Merger nói thêm. Giá tiêu dùng của Mỹ tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10. Vượt dự báo đưa ra trước đó, theo đó đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1990. So với tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI tăng 0,9%, mức tăng lớn nhất trong 4 tháng. Ngoài ra, chỉ số CPI cốt lõi không tính chi phí thực phẩm và năng lượng đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8 năm 1991. Nguyên nhân là giá năng lượng, chi phí chỗ ở và thực phẩm tăng mạnh trong tháng 10. Cụ thể, giá thực phẩm tăng 5,3% so với một năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2009, trong khi giá xăng tăng 6,1%, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3. Giá dầu nhiên liệu cũng ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ năm 2007, tăng 12,3% so với tháng trước và chi phí điện đã tăng 1,8%, mức tăng hàng tháng lớn nhất trong 7 năm qua. Dù vậy, theo ông Merger cho biết, môi trường này là một con dao hai lưỡi vì khi mà dữ liệu lạm phát tiếp tục tăng cao hơn so với dự kiến thì mối quan tâm sẽ là liệu rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có giảm thanh khoản nhanh hơn so với dự kiến hay không, theo ông Merger cho hay. Vậy là giá vàng đã tăng 5 ngày liên tiếp, cũng nhận được sự hỗ trợ từ sụt giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ và nhu cầu đối với tài sản rủi ro thấp, theo Reuters. Còn theo nhà phân tích Suki Copper của Standard Chartered cho biết, việc giá vàng vượt qua được ngưỡng kháng cự là 1.835 USD trên ounce là rất quan trọng, và việc đóng cửa trên ngưỡng 1.851 USD có thể thúc đẩy đà tăng lên tới 1.900 USD. Và để kết thúc bản tin này, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch sáng hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, chiều mua vào 58.950.000, bán ra 59.650.000. SJC Hà Nội mua vào 58.950.000, bán ra 59.670.000. Cùng tăng 250.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Doji Hồ Chí Minh mua vào 58.900.000, bán ra 59.600.000. Tăng 200.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và 300.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 58.900.000, bán ra 59.600.000, tăng 300.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và 350.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội có cùng một mức giá là 59 triệu đồng ở chiều mua vào và 59.650.000 ở chiều bán ra, tăng 350.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và bán ra đối với PNG Hồ Chí Minh, còn tăng 300.000 đồng trên một cây đối với PNG Hà Nội. Phú Quý SJC mua vào 59 triệu, bán ra 59.700.000, tăng 250.000 đồng trên một cây ở chiều mua và 350.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm trên bảng giá. Tiếp đến là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này thì giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC cũng tăng khá mạnh, biên độ tăng từ 146 đến 350.000. Cụ thể như sau, nhân bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 52.200.000, bán ra 52.900.000, tăng 350.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Vàng bốn số 9 mua vào 51.800.000, bán ra 52.600.000, tăng 350.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Vàng 24K mua vào 50.879.000, bán ra 52.079.000, tăng 346.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 37.604.000, bán ra 39.604.000, tăng 263.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Một số giá vàng còn lại, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên sáng hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.